đối với bài điện tử là chúng ta cố gắng là xác định các cái từ và nếu như mà à, thời gian nó gấp quá rồi thì anh chị có thể random và phải viết câu trả lời vào tất cả các cái chỗ trống tuyệt đối không để trống cái gì cả. Nên là là bốn à, à, phần trong bài đọc hiểu. Ở bài viết kỹ năng số 2 đó là bài viết writing. Ở bài viết thì chúng ta có hai phần Phần 1 là phần viết lại câu. Chúng ta có 10 điểm, 5 câu và tương ứng với 5 câu này là 10 điểm, như vậy là mỗi một câu thì các anh chị có 2 điểm đối với các câu đúng. Chúng ta sẽ được cho một câu gốc và chúng ta sẽ được gợi ý các cái từ để bắt đầu, người ta gọi nó là paraphrase viết lại các cái câu đó sao cho nghĩa không đổi bằng các cái từ gợi ý đã cho sẵn. Và ở phần này thì sử dụng rất nhiều các cái cấu trúc mà nó đồng nghĩa và nó tương đương với nhau. Ví dụ như là ở câu gốc người ta sử dụng cái cấu trúc là I am interested in là thích làm gì thì có thể trong cái câu mà người ta yêu cầu chúng ta viết lại yêu cầu câu viết lại thì có thể người ta sẽ yêu cầu chúng ta viết lại bằng cấu trúc là I am fond up tuy nhiên thì người ta chỉ sử dụng ví dụ như là câu gốc người ta nói là I am interested in playing football thì sang đến câu thứ hai người ta hoàn toàn không cho chúng ta cả cái cấu trúc là, I am fond up mà người ta chỉ cho chúng ta cái cấu trúc là I am nhỉ? hoặc là cái cấu trúc cùng lắm là đến là I am for và cái giới từ đằng sau cũng như là cái động từ đằng sau chúng ta sẽ phải tự quyết định nhỉ? và đó là một trong những cái cách mà chúng ta paraphrase lại cái câu hỏi đó và nghĩa của chúng không được thay đổi so với lại cái cái câu gốc ban đầu phần này yêu cầu các anh chị phải có lượng từ vựng rất là nhiều nhỉ? rồi lượng kiến thức ngữ pháp có thể người ta sẽ cho chúng ta chuyển từ câu chủ động sang câu bị động Nhạ? rồi chuyển từ câu uh, trần thuật thông thường sang một câu ước ao Nhạ? rồi các cái mệnh đề uh, sử dụng các cái mệnh đề chính mệnh đề phụ ở trong câu Nhạ? lượng kiến thức đối với cái phần viết lại câu nó rất là nhiều Nhạ? nó không phải là chỉ có mỗi là việc chúng ta sử dụng các cái từ đồng nghĩa chúng ta có thể làm được cái bài này mà nó còn liên quan tới rất nhiều các cái hiện tượng ngữ pháp khác. Đối với phần 2, khi mà các anh chị thi trực tiếp thì là chúng ta sẽ phải viết một đoạn văn. Nhưng vì chúng ta thi online, nên là để giảm tải cái lượng uh, bài vở cho chúng ta thì uh, khoa ngoại ngữ đã quyết định thay cái bài thi viết từ 250 từ trở lên sẽ chúng ta sẽ làm một cái bài viết online. Và bài thi online sẽ thay bằng tìm kiếm thông tin từ bài đọc và điền thông và bảng tóm tắt. Người ta sẽ cho chúng ta các cái mảng thông tin, nó có thể là các cái quảng cáo, nó có thể là các cái thông báo, nó có thể là các cái hướng dẫn, vân vân Và chúng ta sẽ hiểu cặn kẽ các cái thông báo, các cái tóm tắt đó để làm thế nào chúng ta có được các cái từ, gọi là các cái keywords các cái từ chính ở trong cái bài đọc đó để chúng ta điền vào các cái tóm tắt mà người ta đã uh, chuyển nó thành các cái thông tin cần thiết. Nhạ? Tất nhiên là không phải là chúng ta copy nguyên si, uh, người ta sẽ trình bày nguyên si các cái thông tin từ trên để chúng ta điền xuống, mà nó sẽ biến đổi dưới các cái dạng hình thức là chúng ta sẽ phải tự tìm ra xem các cái cách mà người ta paraphrase nào, tìm ra các từ đồng nghĩa để chúng ta có thể điền vào chỗ trống. Còn đối với lại khi mà chúng ta à, à, thi trực ta sẽ phải viết một bài viết có độ dài từ 100 đến 120 từ với các chủ đề yêu cầu được đưa ra. Ví dụ như là à, viết đơn xin việc, viết lá thư, mời hay là phàn nàn về các cái dịch vụ mà chúng ta đã trải qua, cảm thấy không hài lòng về một vấn đề gì đó. Các cái bức thư có thể là xin lỗi, cảm ơn, giải thích hoặc là dặn dò ra khuyên và uh, có thể đôi khi các cái bài viết uh, sẽ yêu cầu các anh chị phải uh, kể lại một cái chuyện khi mà uh, bắt gặp phải giới thiệu các hoàn cảnh xuất hiện của cái bức thư của các cái câu chuyện rồi uh, chúng ta uh, sẽ có các cái phần uh, kết thúc các cái câu chuyện đấy như thế nào chứ tuyệt đối không phải là chúng ta uh, viết vào sau đó thì Chúng ta à, cuốn quá Và thời gian nó nhanh chúng ta... chúng ta viết Chấm các cái bài Thì nó có rất là nhiều các cái tiêu chí Khi chấm viết Có rất là nhiều các cái tiêu chí nhỏ nhạ? Và nội dung Thì nó không phải là tất cả Nó chỉ là cái phần lớn nhất nhạ? Nó là một trong số Các cái tiêu chí lớn nhất Nhưng nó không phải là tất cả Có nghĩa là chấm một cái bài viết thì không phải là chỉ có nhìn vào cái nội dung đúng hay hoàn toàn trong cái phần viết không có đúng và xa đối với phần viết tắt trừ mà chỉ có các cái thông tin chúng ta bảo vệ cái quan điểm của như thế nào mà thôi. Và cái tiêu chí chấm viết ấy thì cái tiêu chí đầu tiên mà đầu tiên là chúng ta phải là format or structure các cái cấu trúc hoặc là các cái định dạng, Nhạ? người ta yêu cầu chúng ta là điền vào các cái bảng biểu dưới hình thức là một bức thư. thì đầu tiên chúng ta phải có điền, chúng ta phải có chào hỏi và cuối một bức thư thì chúng ta phải uh, uh, có các cái thông tin về uh, người viết thư, đúng không ạ? rồi uh, các cái yêu cầu mà chúng ta uh, có được trong mỗi một cái bài viết thư ấy. đối với bài miêu tả thì chúng ta sẽ có các cái phong cách viết và cái uh, format cũng như là structure mở đầu câu chuyện ra làm sao diễn biến của câu chuyện như thế nào và kết thúc nó như thế nào thì đấy là cái tiêu chí đầu tiên tiêu chí thứ hai chấm một bài viết đó là vocabulary về từ vựng từ vựng các anh chị đang viết dưới phong cách kể chuyện khác với phong cách viết thư và trong phong cách viết thư thì nó lại có hai định dạng đó là former và informal, tức là các cái bức thư dưới dạng trang trọng lịch sự với lại các cái bức thư uh, giữa những người thân quen với nhau. Thì khi mà chúng ta sử dụng các cái vocabulary này, chúng ta phải để ý. Thứ ba là tiêu chí về grammatical rule. Các cái tiêu chí về mặt ngữ pháp là bài viết của các anh chị có đúng ngữ pháp hay không có sai ngữ pháp hay không người ta đang yêu cầu chúng ta là kể lại một câu chuyện thì các anh chị có sử dụng thì quá khứ hay không có câu nào mà các anh chị vô tình sử dụng thì tương lai hay không nếu như mà sai các cái hiện tượng ngữ pháp đó chúng ta cũng bị trừ điểm một trong những cái tiêu chí nữa đó là task fulfillment hoàn thành bài viết nếu như mà À, bài viết của chúng ta nội dung thì rất là sát trả lời câu hỏi rất là ok thế nhưng mà chúng ta không hoàn thành được những yêu cầu mà người ta đưa ra thì chúng ta sẽ bị trừ cái điểm task fulfillment và nội dung cuối cùng cái tiêu chí cuối cùng chấm mới là content tiêu chí nội dung nội dung của bài có phong phú hay không có bị lặp lại cái thông tin mà chúng ta đưa ra hay không lúc ấy mới là chấm về nội dung tất nhiên là cái tiêu chí chấm nội dung luôn luôn là cái tiêu chí với số điểm nhiều nhất còn những tiêu chí khác thì nó cũng có thể là à, giúp ích cho chúng ta rất là nhiều ví dụ như là cái tiêu chí đầu tiên format và structure thì dường như nó là cái tiêu chí mà cho không các anh chị nên là đối với mỗi một cái định dạng bài viết thì các anh chị chú thật chú ý cái điều này để làm sao chúng ta đảm bảo được các cái tiêu chí đầu tiên là những tiêu chí mà người ta cho chúng ta. À, khi mà anh, các anh chị xác định là các cái từ mà cần điền vào mỗi một chỗ trống, các cái thông tin chúng ta tìm kiếm được ở trên mỗi một chỗ trống thì các anh chị phải chú ý đến cái phần hướng dẫn, cái phần instruction. Thì trong phần instruction có những bài người ta à, ghi rất là rõ là các cái thông tin mà chúng ta cần phải điền vào mỗi một chỗ trống thì không phải là chúng ta cứ bê nguyên si cả một cái đoạn mà chúng ta có được ở trong bài đọc để chúng ta điền vào chỗ trống đâu ạ mà nó sẽ giới hạn cái số lượng từ mà chúng ta cần phải điền vào mỗi một chỗ trống ví dụ như là người ta chỉ viết là No more than three words for each answer không nhiều quá hơn ba từ cho mỗi một câu trả lời Thế các anh chị phải xác định thật kỹ cái vấn đề này thì nếu như mà chúng ta Viết thừa một từ thôi thì toàn bộ câu trả lời của các anh chị cũng là sai. Thí dụ như là người ta nói, à, điền vào chỗ trống với ba từ mà các anh chị tìm thấy được nội dung ở trên đầu bài nó có thêm cái từ ơ hoặc là giờ nên khi mà có cả từ ơ và từ giờ ấy rồi cộng với các cái từ khác mà nó lên bốn từ thì các anh chị phải bỏ ngay cái từ ơ hoặc là giờ đi các anh chị chỉ xác định được các cái từ gọi là Content, watch mà thôi. Các cái từ chứa nội dung còn ơ, ân, giờ nó chỉ là các cái từ chỉ cấu trúc nên chúng ta hoàn toàn không đưa vào bài viết của mình. Còn đối với lại các cái yêu cầu mà nó uh, chưa đến ba từ mà nó mới chỉ có hai từ và trong đó thì trong thông tin chúng ta tìm kiếm phía bên trên nó có cả ơ và giờ thì lúc ấy chúng ta thoải mái chúng ta đưa vào miễn là làm sao trong câu của chúng ta cái số lượng từ các anh chị phải thật khớp và thật sát với những gì mà đề bài yêu cầu. Ở phần nghe, kỹ năng nghe, chúng ta có hai phần nghe. Ở phần số 1, chúng ta sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn để lựa chọn 5 bức tranh có hình ảnh đúng và hình ảnh khớp với lại nội dung mà chúng ta có được từ phần nghe người ta chỉ cho chúng ta các cái câu hỏi liên quan tới bức tranh đó còn lại toàn bộ nội dung là nội dung các anh chị phải nghe được từ các cái đoạn hội thoại ngắn và có thể là người ta sẽ đề cập tới cả ba nội dung trong ba cái bức ảnh nhưng các anh chị phải xác định được xem là cái kết luận cuối cùng mà người ta đưa ra là gì để lựa chọn đáp án đúng. Ở phần số 2 thì chúng ta có 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm. Và phần nghe này nó giống như là nghe các anh chị nghe chất chính tả ấy ạ. Chúng ta nghe được một đoạn hội thoại hoặc là một đoạn độc thoại. Thường thì nó sẽ là các cái đoạn độc thoại để chúng ta điền thông tin đúng vào chỗ trống. Nó giống như là một cái bài get feeling. linh. giống như là một cái bài điền từ ở trong đọc nhưng mà thay vì chúng ta đọc thì bây giờ chúng ta phải nghe không còn các cái thông tin mà người ta cung cấp sẵn các cái từ cần điền vào cho chúng ta nữa mà lúc này tự chúng ta sẽ phải nghe tự chúng ta sẽ phải nghe và tự chúng ta sẽ phải xác định các cái từ loại để rồi khi mà uh, có thông tin từ À, từ test thì chúng ta ngay lập tức phải định được là chúng ta cần phải theo dõi như thế nào để điền đúng các cái chỗ trống đối với lại cái việc là điền ghép feeling thì nghe là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất và việc chúng ta nghe được từ là vô cùng quan trọng tuy nhiên thì sau khi mà các anh chị nghe được rồi thì các anh chị cũng phải vận dụng các cái kiến thức ngữ pháp mà mình đã có để kiểm tra lại xem là cái chỗ mà mình nghe được ấy nó đã đúng đủ hay chưa vì là có những cái thông tin mà người ta yêu cầu chúng ta viết số ít mà chúng ta viết số nhiều hoặc là ngược lại người ta yêu cầu chúng ta nghe điền số nhiều mà chúng ta điền số ít nó chỉ khác nhau có mỗi một cái chữ cái đó là s hoặc là không có s một điểm đối với những cái câu trả lời đó Nhạ. nên là sau khi chúng ta nghe được rồi thì chúng ta phải xác định lại cả cái câu đó xem xem là từ cần điền nó đã đúng hay chưa Nhạ. và à, khi mà chúng ta <laughs> nghe xong thì sẽ có thời gian để cho chúng ta điền vào mỗi một chỗ trống và chúng ta đó là lúc mà chúng ta kiểm tra lại xem là những gì chúng ta nghe được có đúng hay không nội dung nó có khớp hay không trước khi nghe thì bao giờ người ta cũng phát paper book list cho chúng ta. Và người ta cũng sẽ giới thiệu ở cái phần đầu tiên là bạn sẽ nghe một đoạn hội thoại. Bạn sẽ nghe uh, một thông tin từ người ABC nào đó về vấn đề gì. Thế thì lúc này, về vấn đề gì là lúc mà chúng ta đã biết được là nội dung là chủ đề của cái đoạn mà chúng ta sẽ nghe là gì. Và từ đó, có thể là chúng ta sẽ cũng gọi là đoán được các cái thông tin mà chúng ta cần điền. Tất nhiên là cái phần đó để đoán được thì yêu cầu cái kiến thức nền của chúng ta rất là nhiều và cái lượng từ vựng của chúng ta cũng phải khá phong phú. Có một cái vấn đề mà chúng ta lưu ý trong cái phần list